Hello mọi người, nhân quốc mình tan nữa nè các bạn. Thì nói chung ở làng vợ mình nó ông trời sắp ép mình với nha các bạn. Hết chuyện nó thơ nó kêu mình bấm bấm với thằng thằng nào lại quét rồi vô cho mình vụ ăn cướp nhà, làm giờ mình không dám ngủ với nhẹ nha các bạn, ngủ hay bị giật mình đó các bạn. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ kiếm cớ mà đỡ trôi lại nó, các bạn hãy đón xem nha. Hello các bạn, mình đã đặt việc gấp mi rồi nha các bạn. Đường nào nó cũng sẽ kêu mình, nó sẽ lên kêu mình xuống anh con. Các bạn hãy chờ xem màn cái màn trò của mình nha các bạn. Run. Nên là thành ra là nó dơ, cái lông của nó xù. Cũng như vậy nó bị nhiễm trùng không mày? Nhiễm trùng gì đâu, anh cầm con chim đó, anh dơ con chim ra rồi nhìn nó cũng nó quấn rồi. Vậy thôi, bây giờ mình đã cần tép xà bông rồi mình theo cái đầu đó. Anh tha đầu cho nó dở trùng vô chứ. Dở trùng? Nó đút vô là nó vô chứ còn. Nó ở trong đầu mà đút vô chim nó. Ở trong nhưng mà anh phải cho nó sạch sẽ, đút nó mới vô chứ không ấy sao nó vô được. Vô không? Mày thấy nó vô không? Nhưng mà cổ sao cái đầu nó bị cái gì á? Trắng 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 cái đầu á? À? À, nó bị khói lòng á. Nó khói lòng. Anh chặt con chim đó rồi á. Vô con chim ra rồi nhìn nó. Thế thôi. Bây giờ mình đã cầm xếp xe bông rồi nghe cái đầu á. Cái đầu nó vô chứ. Đúc vô là nó vô chứ còn. Nó ở chân mà phải đúc vô chim nó. Trong nhưng mà anh phải cho nó sạch sẽ. Đúc nó mới vô chứ không? Ấy thì nó vô được. Kiểu nó bị cục trên cái này nhìn nó giống như dính nó dính anh ấy nó dính phân hay sao anh quốc phải đâu chứ do là nó bị chấp lông á chấp lông hay nhưng mà sao anh cạo lông quốc thì sao đỡ nó sù sù nhìn nó ghê quá con chim của anh nó bị chấp lông hồi nhớ giờ mà để anh thử coi thử còn nó khai quá anh ơi khai em nó khai quá hồi qua giờ anh rửa sao ấy con hầu như khai như vậy không khai của nó thúi nữa cũng mới biết cũng chịu lửa chụp cái món nó dơ sao đâu mà thúi ra mày nó thúi đủ đi thúi ra mày nó thúi đủ đi trong ơi xuống con hả đang nói chuyện chứ từ từ đang ấy nghe xong rồi xuống luôn tắm rửa nghe hả mày tắm rửa mày vậy anh chuồn tắm mình rửa xíu rồi anh ra đút chưa nó tắm tắm rửa một chiều luôn đi tắm rửa gì bây giờ đâu trong chi mày vô hồn nhảy mày sao con chim tao không qua đâu em tắm qua cái con chim nó sạch mày sao phân không nhảy? Thì nói chung thì mấy ngày nay không có giữa em có rửa ấy không có rửa cho nó mà phân sẽ biến động chim muốn như mày chỗ chỗ ấy này chim nó mấy con chim này dính phân đều gồ quá vậy sao có làm không có đút tay vô mấy không đúng không được đâu bây giờ dài theo nghĩ rồi mà trời chút nó làm gì cứ hấu 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 vậy để xuống ăn cơm nhanh đi tôi làm xong rồi tôi không giờ đang bàn cục đám rồi chịu đồ bà ấy đồ làm
đút tay vô sợ rác quá mà không? Cái nào mà đút vô rồi con chim qua nụng thấy con chim ăn nụng á, nó to quá. Cái lỗ này nó rộng quá à, cái lỗ mày sao lỗ chim mà sao rộng quá. Vậy giờ sao đây? Đụng á. Mà đúng nè. Chú bè mà với chú hay con chơi. Không là mèo đút vô nó sẽ rác thì trong này nó quen. Bây giờ đút vô luôn đi, đút vô luôn đi. Đút vô. Anh đút vô luôn đi, để thay dầu cho đường trơn cho vợ đút. Mà lấy chai rửa chén này tao thè vô đây. Lấy chai rửa chén này đút vô luôn đi. Vô nhà đám lấy rửa chén đi. Rồi, mày kim ra sao mày ít rửa cái đều nó chứ phong đầy á mày. Em thích nhất là cái thở loại chim của anh á. Thích à? Thích con chim của anh to to như cái đầu bự bự em thích. Nhưng mà sao nó bị xối lòng hà cái đầu này. Thì nó xoáy lòng hai cái đầu để đút vô cho nó dở. Đút dở? Đút vô một phát là nó chung vô luôn. Chung không? Nó chung cái ọc vô luôn. Để thâu đỡ đốt ăn. Nhưng mà nó phá thì má không phương. Từ từ anh đổ từ từ. Đâu? Nó sợ á. Sao vậy? Để anh chiên mày to rồi đó sợ. Nó đút vô đút mạnh vô một phát ra. Đút rồi từ từ nó sợ. Đâu chim em? Đâu? Từ từ nó đâu mà sao anh cứ đổ á? Anh làm một lần luôn ấy, anh đừng có ấy em nữa. Vừa đút được rồi mà anh còn chờ chim em nữa. Coi thử nó ở dưới nó rộng không? Chim em nó hiền khô, nó đập im một chỗ mà anh cứ đút vô nó cứ nhét ra. Mà sao nó nhức nhức đó mày? Biết chắc mày sao con chim mà nó nhức chứ. Có con nào nó nhức. Mà đi mà sao con chim mà nó nhức quá à? Cái đèo nó bị chu lưới, cái lông nó rộng không? Bây giờ nha, tao mày sao? Tao mày vậy luôn. Mày vậy? Mày đi sao? 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 Mày đi sao
Giờ tôi nói này, cái đó là cái đam mơ sở thích của tôi. Tôi ổng bây giờ thích gì mà đó là tụi tôi tới sau chứ làm gì bà làm gì mà nhanh dạ đấy. Thích bao nhiêu? Ở tôi với bà ổng giờ tôi anh em tôi thích vậy mà bà cứ lấy. Giờ tôi nói cái bè này cái đây cái đam mơ của tôi. Đam mơ gì lẽ kỳ vậy? Con chim nó bị nhớt và tôi vẫn làm. Bởi vì không tôi vẫn sờ. Sờ bên ném móng tay đúng mày. Mày rộng quá. Nhưng mà chim bị sờ ném móng tay. Nhưng mà nhất giá 2 xị hồi giờ em bán người ta. Em đỡ cho người ta mất nặng 2 xị đó. Gì? Hồi giờ mày đỡ 2 xị à mày? Tao hồi giờ tao không có đường có chị lưu à. Tao ngồi đường mà chị lưu vậy anh tao tao ngồi đường đó anh chị tao thôi còn đây em vô tới nhà luôn. Cái đèo cũng chim mày. Anh vô tới nhà. Cái đèo cũng chim mày bị rụng lông 222 cái đèo. Cái đèo cũng dày mà. Nhưng mà được cái nó xù nó đen nó thúi nó khai. Dính phân cày hết mà trầu. Thì dính phân thì giờ rửa lại. Không chịu vợ sinh gì hết đó phân đủ dính đầy hết mà. Là sao? Nhưng vô quá hả mày vô. Em thích con chim qua đây em thấy được không? Con chim của mày thì tao thấy nó đen là nó chửi hai cái đầu. Nó bị sao? Đầu nó hối vậy nó mới đẹp. Con chim mà đụng lòng mà hối. Sao con chim cái đầu nó tròn tròn sao? Đeo điên chạy. Mẹ đi mẹ. Tại sao mày thấy đó là nó chuyện bà thương. Nói thì chim nhảy chim. Thôi bây giờ quay làm nhanh đi rồi tôi đưa ông sẽ đỡ ra. Mày đi à? Nhanh đi tôi với quay làm gì làm đi. Tôi ấm rồi một chiếc nữa thôi bà đi ra. Rồi một chiếc này đi ra. Bà biết rồi sao mà tôi làm hai chị tôi về. Rồi cái gì rồi chim vậy? Rồi chim. Rồi quay rồi. Đi ra. Đi ra quay. Đó tôi ấm rồi một chiếc. Làm nhanh đi. Đồng chí mày quay nhanh đi. Mày làm nhanh đi, tao nói thiệt mày là mày. Mày làm nhanh đi, tao giờ tao nói mày giúp ghé là 1 xì đấu. Không, con chim này 2 xì, nói 2 xì là 2 xì. Con chim đem thui cái đầu mẹ, nó nhấp nhọt ngờ. Nhưng mà được nó, cái đầu thắt nó to. Nè, nó có vòng tròn này, cái đầu này. Cái đầu mày sao chật. Con chim kia mày thấy. Xong giờ nó hủng quá vậy. Đỡ tao, tao xuống được không? Tao như là cha mẹ. Yêu này, con để làm cho nó làm vậy. Mày đi sao vậy? Giờ sao? Giờ kiểu gì? Mày đi chạy. Ủa chứ tự nhiên đang qua chưa lấy tiền. Chưa làm xem gì hết, về cái nhà vô chả mất hứng nữa. Đó ổng rồi. Ổng rồi xong tôi đầu đó cùng lấy tiền cho bạn. Rồi vậy. Rồi bây giờ tôi lại đúng rồi tôi bán nhà được nữa rồi mẹ. Nhưng mà nãy giờ ổng rồi con chim của tôi đâu? Thì tao đâu lại cho coi thôi. Mẹ cái đèo khóc của nó sao nó bị sao mà nó. Nhưng mà đồng hai con cũng chim đảo. Mày sao mày có mày bán giá 2 triệu mất quá. Chim ai cũng kìa. Giá em giờ giá mấy em kia ai gặp em. Tao bây giờ rồi chim của con thôi. Chim vậy? Rồi chim ấy. Chim gì? Chim vậy có khủng á. Bây giờ rồi chim của con. Mà bây giờ dài nè tao nói cho tao làm một lần cuối. Rồi 2 triệu được rất tận tạ. Trời. Chim vậy có 5 triệu. Cho tiền tao nè. Chào quý mẹ đi lẻ cái chú đàn ông mà sao? Sao? Mày giờ ông rồi chim tôi 2 xì tôi không biết. Mày phải tính xà bông. 50 đây tôi lộn 50 đây luôn. Mày phải tính xà bông rồi mày theo phân cúc của nó chứ. Nhưng mà tính xà bông là chim dây. Chim tôi bị giấm. Hả? Dạ, vậy nó bị giấy á, tao sợ nó bị giấy á mày. Vậy còn đi giấy thì nó cong nhưng mà con chim tôi được cái nó cong. Không, con chim mày bị làm bên hay sao? Làm bên bị điên cái cha nó bị hắc lao. Hắc lao cái món này tao thấy tao đúng vô rất là. Nó đã cong rồi mày đã. Trời tay giờ chân tôi hết này. Nó cắn đụng mày nó ấy rồi nè. Nó này nó cái gì cái gì chim tôi. Con chim nó biết mố đúng không mày à? Ờ chim ai cũng mố. Chim tôi của nó mố con tay tôi đều biết rồi. Ừ. Thôi chứ mày. Mày thích không? Tôi cho bà rồi con chim tôi. Rồi. Anh quất. Bây giờ tao nói với mày vậy nhất giá con chim là 2 xị vậy chịu không? Chim gì 2 xị? Thì đó con chim tôi nãy giờ bán 2 xị. Ông có cái gì mà 2 xị? Chim chứ chim gì? Bà chút nữa tôi cho bà rồi bà đừng có ấy. Ổng à. Ổng là ổng đầu tiên nào là tôi cho bà rồi. Tôi đút vô nào á? Tôi đút vô nó nhấn nhọt à? Phân phân không à? Đều nó phân không? Cứ không à? Vừa nãy nó không chịu vỡ sình vô quá. Ờ, thôi giờ tốt rồi nhưng mà nó thúi. Được bây giờ muốn cái gì? Tôi muốn chim cho mày đi à? Bà đó ta ăn cái chuyện mày đi chi à? Để cho tôi mượn chị rửa tôi trẻ nó đủ không? Chị rửa đây chấp nhận 200 luôn á. Mẹ chim tôi thì biết một chị rửa một chị rửa. Cái mày biết cái sao mày này đi rồi. Một chị rỡ. Điên sao vậy? Thôi đúng là làm nhanh đi được chưa? Làm đúng đi. Đúng chim tôi là hồi trưa tôi vô Sài Gòn là lúc nào mấy anh kia nó đưa tôi 2 chị á. Vậy mà đi em. Mày vô Sài Gòn đưa 2 chị. Nhưng mà ông quốc nãy giờ ông rồi chim tôi là tôi không biết bây giờ nó hâu mùi nó có mùi tay của ông rồi. Phải đưa tôi 2 chị. Mày làm cái bao hả? Điên. Mày vô mày vô chồng tao. Đó nó chỉ xúc mình Sài Gòn vô nó. Điên điên có được đó. Nó cùng quá xúc gì xúc của con chim tôi làm xúc mình Sài Gòn. Chứ chi mày vòng kiếm vòng đầy hết đều số chủ lớn nhưng mà chúng nó chủ ăn đúng không? Tôi rồi con chim nó đầu con chim nó bị sói hai đường nhưng mà con chim tôi nó đen được cái đen mày đúng không? Tay bao tay bao tay bao chim nào cùng thì thôi tay bao gì bà còn còn không được thôi tôi lấy chân chim tôi gì à? Đâu cái gì vậy? Chim gì?
Mẹ em sắc gì cha. Chứ về lưới cái gì mẹ lưới nhỉ? Chứ ai biết mày cũng bị chim kia. Chứ là mỏ mà là mày lưới hai người bé bao rồi đó. Thế bao vậy? Là tôi lưới gì đâu. Mỏ mà là to em chim tôi sợ nên cắt cái đầu nó này. Chim nó bị tuổi lông này. Mà cái đầu nó to không? Phần đầu chim tôi là nó chưa lửa nên chưa mà bà nghĩ mấy rồi bà nói gì tôi là. Thế bà nghĩ vậy? Bà bị khủng luôn về sao? Tôi là dẹp tàn lấy bà rồi chim tôi nữa. Nào ta người ta. Ông lấy giờ này lấy là chính chứng tỏ là lấy giờ bà đó. Bà lấy giờ bà rồi người đó thì. Bà như cũng ra bao. Bè trước khi bà chưa nói chuyện gì bè phải xin nghĩ cho đúng nghe là sao mà nghĩ vậy? Tôi anh lấy chim kia. Vậy là ai biết rồi lấy giờ là lắm á. Bà đâu gắp đèn đâu. Bà rồi bà đâu xin lỗi phải gì đâu mà. Xin lỗi đi. Chứ bè. Mời em. Xúc phạm nghe thôi xin lỗi. Xin lỗi vậy bà nghĩ cái danh dự tôi mà đớ làm bè chuyện đó thôi bè. Mà em chim 700 ngàn giờ nói. Giang đâu mà ai chịu đứa nữa đấy đừng ngon này. Đâu ra. Tôi thương. Bà nghĩ tôi gì vậy? Tôi thương đâu. Giả mà tôi chị tôi không mày bao. Không mà tôi lưới mà chết cái kiếp mày không nên chọc mà cho tại cái đó không có gì được. Quá tôi cho không luôn chứ điên thoại. Cho không luôn anh ơi. Vậy anh kia mà cho không. Nó mà ra tôi cho chồng tôi. Điên không chạy gõ được nào ở hiếp mà đi ra. Tôi qua tôi cho cầm chim mà ổng thích thì tôi cầm qua mà làm gì mà nói đồ này. Không xin lỗi mà gì đâu mà không xuống con xin lỗi. Con là nó mất danh dự luôn. Có hai chị bạc mà không phải vậy. Thôi đó chưa làm được mày làm ghét như mày. Không xuống con. Em ăn rồi anh được. Gì đâu mà anh lấy là anh yếu lòng chim em đâu. Thì cũng chim nó yếu lòng, nó mẹ sao con đèo áp vẻ lên tối mà cũng muốn. Bà cũng được á. Chứ ta tìm cái chim gì đâu mà chim con. Chim tui nó bán nữa. Không nó bán rồi. Mất chân dưỡng tui á, nói tui tay bao rồi các kiểu đồ mà nói tui sẽ không. Không, xin đảo thôi. Lỡ bán ra chạy. Không. Ai chạy đứng rồi. Ngoài sao mệt quá, thôi lỡ là tui lấy. Mai qua lưu lấy tiền nha. Không, xuống con. Không về em từ đây bà anh nuôi. Tôi bao giờ tôi qua nhà bà nữa đâu. Nó nói gì tao, tao nói gì tao. Thì trong bà tôi có qua nhà nữa đâu. Qua tao có một chút mà làm gì cơ đấy. Ê, mày kìa. Tao xin lỗi gì đâu. Xin lỗi gì bà, nếu bà mẹ không được. Vậy tao đưa tiền ổng. Thế giờ tôi đến với danh dự tôi sao được bà. Tao đưa chút cho tiền ổng đi. Mà ai mở cho tiền của chiên. Của chiên gì, tôi thêm á. Mày cũng mời bè này. Tao xuống con đây. Biết mẹ. Cho tiền của chiên. Ha ha ha.